Chú anh chị nha, thì hiện tại là tình hình em vừa mới cập nhật được là chị Hồng Loan vừa mới có một chuyến sinh nhật tại Đà Lạt, thì chị cũng đã về nhà rồi. Theo thông tin em được biết là chị cũng đã có đăng bài và cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã gửi bánh kem trong ngày sinh nhật của chị. Qua cái thông tin đó thì em cũng có nghe một vài người nói về cái chuyện của chú Bảy Bánh Xèo. Nói chung là cái chú Bảy Bánh Xèo á, tình hình hôm qua hôm kia đó thì bị bom hàng. Điều đặc biệt ở đây là bom hàng rất là tinh vi, tại vì là cũng đã bom hàng rất là nhiều lần rồi, nhưng mà lần này thì bom hàng rất là tinh vi, bom hàng 10 cái rồi. Thì hình như có anh Minh ở đây, hỏi anh Minh về sự việc mà bom hàng như vậy thì thật sự là có đáng lên án không? Rồi mình xin chào hết tất cả anh chị và các bạn nha. Thì cái vấn đề bơm hàng bánh xèo thì cũng xảy ra cái thời gian trước đó rồi, thì hôm nay lặp lại tiếp tục cái vấn đề bơm bánh xèo. Thì cái nguyên nhân như thế nào mà xảy ra liên tục những cái vụ bơm bánh xèo thì mọi người cũng biết là cái thời điểm này dư luận người ta rất là bức xúc về chú Bảy, bức xúc rất là nhiều, hầu như là cộng đồng mạng phải nói là không thích, nó thật sự là không thích chú Bảy. Tại vì cái vấn đề trước đó là có cái vấn đề chỉ trỏ Hồng Loan trên mạng, nói về cái vấn đề mày có dám đi thử ADN với tao hay không, nếu như mà mày không phải là mang họ giỏ của anh tao thì mày bước ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Thì cái phát ngôn của chú Bảy đã khiến cho dân tình rất là bức xúc, tại vì cái thời điểm tranh chấp tài sản di sản của cố nghệ sĩ thì dư luận cũng đặc biệt quan tâm. Thì khi mà cái phát ngôn của chú Bảy thì lên trên mạng xã hội khiến cho khán giả người ta quay lưng với chú Bảy. Thì cái thời gian trước đó, khi mà chưa xảy ra cái vụ việc tranh chấp này á, thì khán giả người ta thương cậu Năm thì người ta cũng thương luôn chú Bảy luôn, tại chú Bảy là gia em đó. Thì thấy bán bánh xèo thì mọi người cũng ủng hộ mua, phát từ thiện này kia thì mình cũng có xem. Nhưng mà sau cái phát ngôn của chú Bảy thì đã khiến cho vợ con của chú Bảy thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc bán bánh xèo. Thì nói chung ra đó thì theo cái quan điểm của mình á, cái vấn đề mà bơm bánh xèo á, thì mình nghĩ không nên đâu. Mình có thể mình ghét một người nào đó, nhưng mà mình không thể nào mà kêu gọi hay là lôi kéo mọi người để mà tẩy chay cái quán bánh xèo, đó là không nên. Tại vì mình làm những cái hành động đó nó cũng không có giải quyết được cái vấn đề gì hết. Nói chung ra cái người nào làm thì người đó chịu, người nào làm người đó chịu. Giống như bây giờ vợ của chú Bảy đi thì cũng có lên trên mạng chia sẻ bánh xèo bị bơm trước đó, thì lấy cái đó là phát cho mọi người. Thì nói chung ra cái người nào làm người đó chịu, mình không nên bơm bánh xèo. Cái bánh xèo ở đâu có tội gì đâu, đúng không? Ví dụ như bây giờ giống như mình đi, mình không thích người đó thì mình không tới ăn bánh xèo, không tới ủng hộ. Còn cái vấn đề đơn giản, cái vấn đề mà bơm bánh xèo mình nghĩ là không nên đâu. Làm thì nó sẽ, thứ nhất là mình sẽ tạo cái nghiệp cho mình, chính cái bản thân của mình. Mình có thể mình ghét người ta, mình không tới ủng hộ, nhưng mà mình hành động bơm bánh xèo thì mình vô tình mình tạo cái nghiệp cho mình nữa đó. Còn nói chung ra thì chuyện đâu thì còn có đó, thì cái gì cũng vậy hết. Của mình thì vẫn là của mình, giống như là cái vấn đề mà tranh chấp tài sản ấy, thì dư luận người ta cũng đặc biệt quan tâm, ủng hộ con gái của cố nghệ sĩ là chị Hồng Loan, thì hầu như là dư luận người ta rất là ủng hộ luôn đó. Nhưng mà chính vì cái phát ngôn của chú Bảy đã coi như là giống như là có cái câu nói ông bà xưa ta nói con ếch chết vì cái miệng đó. Nhưng mà thôi, thì cộng đồng mình cũng có một cái đôi lời chia sẻ là
không nên bơm bánh xèo. Còn cái vấn đề mà kiện tụng đó, thì Hồng Loan thì cũng về Hồng Loan thì nói chung ra thì mọi người cũng biết rồi, cái vấn đề tài sản thì của mình thì vẫn là của mình thôi. Bây giờ Hồng Loan cũng chờ ngày ra tòa. Còn cái vấn đề mà cô Sáu kiện thì bây giờ cứ chờ đợi thôi. Còn mà cái lỗi lầm của ai làm thì người đó chịu. Cái chuyện gì thì cũng đợi cho pháp luật xử lý thôi. Thì ai đúng hay sai thì ra pháp luật, thì pháp luật sẽ làm rõ tất cả. Còn cái chuyện mà chú Bảy mà khi mà gặp những cái đối tượng mà cứ bơm bánh xèo như vậy thì nếu như mà đặt tình huống là mình là người trong kinh doanh, mình bị người ta mà cứ làm những cái dạng như thế, thứ nhất là mình vừa mất cái tiền xiếc, thứ hai là cái bánh xèo mà giao đi rồi mà trong cái quãng đường mà đi giao đó, là chắc chắn xèo nó sẽ nguội và sẽ không có còn mà có thể gọi là bán được cho người kế tiếp theo, mà chỉ có thể gọi là giống như là khi mà bị giao về là phải ăn luôn cái bánh xèo đó thôi. Đúng tại rồi. Vì bánh xèo nó nguội lạnh rồi, thường một cái đoạn đường giao á là nó sẽ rất là xa. Giống như cái đợt đầu khi mà nghe cái thông tin mà cô Kim Hoa đó cũng có nói lên là ai đó mà bơm 15 cái ở bên Thủ Đức, từ đây ra tới Thủ Đức đâu có gần đâu, từ đây ra Thủ Đức là mấy chục cây đúng không? Đúng rồi. Đi tiền ship mất biết bao nhiêu rồi. Thì qua cái câu chuyện này thì thấy là thôi mình không thích thì mình có thể không ăn. Chứ đúng mình rồi. Đừng có nên mà hành động bơm như vậy thì sẽ gọi là rất là xấu. Lại có một cái gì nè, chú Bảy thì thật sự mà nói thì ổng cũng yếu rồi, sức khỏe ổng mọi người thấy là cũng sức khỏe yếu. Trong cái đám tang của cậu mình thấy thì nhiều lúc đứng ngồi quỳ mà quỳ không nổi nữa, thì mọi người thấy bệnh tình của ta vậy rồi đúng không, thì thôi kệ đi mình, dù cho mình không thích hay là mình ghét. Ở đây mình chia sẻ là mình cái quan điểm của mình, ví dụ như giống như mình đi, mình cũng không thích chú Bảy nhưng mà thật sự mình cũng không có làm cái hành động bơm bánh xèo đâu. Tại vì nói ngay thì bây giờ sức khỏe của chú Bảy thì cũng yếu, sức khỏe chú Bảy thì cũng yếu, bây giờ thì cũng làm buôn bán này kia đó, thì thôi kệ đi, mình không ủng hộ thì mình không ăn vậy thôi đó. Còn cái chuyện tranh chấp tài sản thì cứ ra tòa đi thì sẽ có kết quả liền đúng không, khi nào ra tòa sẽ có kết quả nói vậy thôi. Còn hiện tại bây giờ thì nói chung ra thì dư luận người ta cũng theo dõi từng ngày, cũng quan tâm tới cái vấn đề mà kiện tụng, cũng có những cái dấu chấm hỏi, dư luận nói là cái vấn đề mà cô Sáu kiện á thì cũng đặt ra cái câu hỏi không biết bây giờ khi mà kiện á thì chắc chắn là họ có nắm một cái vấn đề gì có lợi cho họ hay không mà họ kiện đó, phải có một cái gì đó giống như để bọc lại Hồng Loan á, cho nên là dư luận người ta cũng rất là quan tâm, không biết là có một cái tình tiết gì mới hay không đó. Nhưng mà theo pháp luật thì mình nói chung ra thì thời gian qua mọi người cũng rất là nhiều những cái bình luận thì nói là bây giờ cha mất thì để lại tài sản cho con, cái chuyện đó đương nhiên rồi theo đúng pháp luật. Thì cái chuyện mà mọi người khi mà bình luận nói như thế nào thì đó là ý kiến của mọi người, còn khi ra pháp luật thì tất cả đều phải có gọi là bằng chứng rõ ràng. Đúng rồi đó, thì pháp luật quân sự thì tất cả phải nói là bằng chứng chứ không phải là nói miệng không, bằng chứng đó. Giấy trắng mực đen thì mình cũng thấy là cái cuộc kiện tụng này, cái bản thân của Minh thì mình cũng thấy nó rất là vô lý, nhưng mà mình không biết là cô Sáu có cái gì đó để bật lại hay không, nhưng mà mình thấy là nó quá là vô lý. Nói chung là hai bên thì bên nào cũng có cái lý của bên nào. Mình là giống như là người ngoài cuộc thì mình không có thể nào nói vào cái câu chuyện của hai bên, hai bên chỉ có thể là ra tòa và giải quyết ngay tại tòa thôi. Thì ở đây thì chia sẻ cái thông tin đó tất cả mọi người theo dõi cái diễn biến cũng như là cái câu chuyện của gia đình của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nói một tí về cậu Bảy đi ha, thì nếu mà đã bị bom hàng nhiều lần như vậy rồi á, mình cũng rút được có nhiều cái bài học
lần trước là cũng rút được bài học rồi. Rồi em nghe đâu là lần này cũng rút được bài học, nhưng mà tại sao là bị bom? Thì em nghe đâu là nhắc tên một cái nghệ sĩ nào cải lương á, là quen biết người đó, thì xong rồi á, thì cô Kim Thoa cô không có gọi đề phòng, không có thu tiền cước trước hoặc là tiền bánh xèo trước, cho nên là bị bom. Thì bây giờ nói chung là bất cứ ai cũng vậy, muốn đặt bánh xèo thì cũng nên là thu tiền bánh trước, thu tiền trước nào mới thu tiền trước. Nhưng mà nói chung ra thì mọi người cũng không nên làm gì đâu. Mình thấy là làm cái vấn đề đó là nó không có đúng đâu, mà cũng không có giải quyết được cái gì hết. Mình đơn giản, ví dụ như mình ghét thì mình không tiếp xúc, mình không ủng hộ, giống như là một cái quán ăn nào đó mình đi ăn thì mình cảm thấy cái chủ quán nó đối xử với mình, cư xử với mình không ấy, tôi không vừa lòng thì mình tới lần một, mình không có tới lần thứ hai, vậy thôi. Xong rồi người ta tự sinh, người ta tự quỷ luôn. Thì bây giờ trên mạng đó, người ta cũng có nói một câu đó là đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Thì theo anh nghĩ như thế nào? Thì nói chung cái đó đúng chứ, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người quay lại, cái gì cũng vậy hết. Cuộc sống thì ai cũng có cái lỗi lầm, nhưng mà mình phải biết sai, phải biết sửa, phải biết thay đổi, phải biết làm lại từ đầu đó, thì coi như là dư luận người ta sẵn sàng, người ta bỏ qua, đúng không? Tại vì khi mà người ta cảm thấy một cái chuyện gì đó bất bình á, thì cái dư luận xã hội nó rất là mạnh, mình không thể nào mình bịt miệng được người ta đâu. Nhất là mình làm về cái vấn đề, ví dụ như mình làm về nghệ sĩ, ca sĩ đi, là coi như là mình đi diễn, là mình nhờ vào cái sự yêu thương của khán giả, đi hát show này kia có khán giả coi thì mình mới có cái thu nhập. Cho nên là cái phát ngôn của mình rất là quan trọng, và cái chuyện gia đình của mình là mình phải hết sức mình thận trọng, mình phải sắp xếp như thế nào đó cho trang hòa. Để khán giả khi mà mình làm mất lòng khán giả thì khán giả người ta sẽ quay lưng với mình thôi đó. Còn riêng một cá nhân của mình cũng không thể nào mà thay đổi được cục diện được. Nhưng mà bây giờ khi mà cái câu chuyện tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ ấy, thì khi xảy ra phải nói là rất là bất ngờ, khiến cho dư luận trong nước và ngoài nước thì rất là quan tâm theo dõi về câu chuyện này. Và hầu như mọi người thấy là đại đa số là ta đứng về phía Hồng Loan, đứng về con gái của cố nghệ sĩ, người ta ủng hộ hết mình đó. Mình nghĩ rằng cái vấn đề số đông người ta ủng hộ Hồng Loan, vậy là mình cảm thấy là điều đó là rất là tốt, hợp tình hợp lý. Còn vấn đề kiện tụng thì mình cũng không biết như thế nào, thì thôi kệ, mình cứ chờ đợi. Nhưng mà mình thì góc độ mình nhìn nhận cái vấn đề theo luật pháp quy định rõ ràng, cha mất thì tài sản thì để lại cho con, thế thôi. Con ruột hay con nuôi không quan trọng, miễn sao là có hộ khẩu trong gia đình, giấy tờ hợp lại là lụm thôi. Nói chung là cảm ơn anh Vinh đã chia sẻ rất là nhiều. Rồi anh Trần, cảm ơn anh.